Đang muốn lựa chọn màu son vừa có thể đi tiệc, vừa có thể đánh trên mặt mộc mà không cần make up cầu kỳ vẫn xinh, thì hai màu son bestseller sau của nhà Cherry sẽ không khiến bạn thất vọng. Với thiết kế vô cùng sang trọng, chắc tay, phần nắp thì được thiết kế nam châm hít độc đáo. Bên cạnh vẻ ngoài bắt mắt, độ lên màu của Cherry chính là yếu tố then chốt giúp em này ghi điểm trong lòng bất kỳ ai sử dụng, và kể cả make up artist chuyên nghiệp đều rất thích em này. Mang cho mình sắc cam cháy cá tính tươi mới, màu 234 không hề kén tông da, không kén người chơi, phù hợp với rất nhiều phong cách make up. Son chứa các thành phần dưỡng ẩm và chống oxy hóa, giúp làm mềm môi và giữ độ ẩm cho da môi, ngăn chặn hiện tượng khô và nứt nẻ. Ở sắc son đỏ nâu 235 nhà Cherry cũng không kém cạnh gì, khi sắc màu mà em nó mang đến vừa quyến rũ lại vừa yêu kiều. Cả hai màu son này đều không hề kén tông da và men răng. Sở dĩ mình chọn hai sắc son này để giới thiệu đến mọi người vì màu son này sẽ nổi bật ngay cả trên mặt mộc mà không cần make up quá nhiều, vẫn đem lại vẻ tươi tắn vốn có. Màu thì dễ dùng, lại còn giữ màu ổn định trên môi cả ngày dài. Giờ tôi đang đắn đo giữa hai màu này để chọn màu phong thủy cho dịp Tết sắp tới. Các bạn xem thử giúp tôi màu nào sẽ hợp với tôi hơn thì hãy comment bên dưới cho tôi biết với nha.